Còn nhớ những ngày ấy
nhà buồn con. Và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Rách sao cho thơ những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàng cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết ơn đường. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ. Việt Nam Quốc Hồ Chí Minh, thành phố quận 4, quận 13, Nguyễn Tất ngã thành nhà số 69/4, cư cung mã tụ gia sứ trụ quận Phật tu trai thế cúng cúng kinh cầu và siêu sự kim tính chủ nghĩa thê Nguyễn Thị ngã Mai Hiếu Tử ngã Đặng ngã Thanh ngã Phong nhân tuất võ thị Tuyết ngã Lan nội tôn mã Đặng Hoàng ngã Long ngã Đặng ngã Thị Ngọc ngã Phụng hiếu nữ ngã Hồ Mộng ngã Tiên nghĩa tới Nguyễn Xuân ngã Thương ngoại ngã Tôn Nguyễn Hồ Nhất ngã Thống ngã Nguyễn Hồ Minh ngã Vân hiếu nam ngã Hồ Trung ngã Nghĩa nhân tức ngã Nguyễn Thị ngã Kiều ngã Phương nội ngã Tôn ngã Hồ Ngọc Minh ngã Hà Hiệp ngã Nam nữ tử ngã Tôn nén cúng cúng kinh cầu siêu nhập ngã Quang độ phục vì trong chánh ngã độ hiển linh tánh cụ ông ngã Hồ Ngọc ngã Can
Nhất vị Nhã Thạnh Hồ Nguyên sinh 1942. Lâm Chung Kỷ Hợi niên thập mà tam ngoạt tháng 3 sơ thập nhật ngày mùng 10 mạng thời với chung. Kỳ nguyện nhất linh liễu ngộ tam nghiệp đốn không sức đông độ được Tây Phương với thắng cảnh hiện tiền. Dông linh cụ ông Hồ Ngọc Mã Cang lai đáo Phật ngã tiền. Thính pháp nghe kinh tống xã mê đồ siêu sanh tịnh ngã độ. Phổ nguyện hiện ngã tiền tính chủ thân tâm tráng kiện mạng dị ở bình an. Gia môn hưng thạnh tứ tự ngã điệu hòa thân tâm thường an lạc âm siêu dương thói pháp giới chúng sanh ngã tề thành Phật đạo. Giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương. Quang minh dân đại biến pháp giới cúng dường thường trụ thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng mã dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng mã dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Long Hoa giáo chủ Di Đà Tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát. Đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát Linh Sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Lạc Bang giáo chủ đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Hà Đà Phật. Đông Phương giáo chủ dược sư Lưu Ly Quang Dương Phật đại bi Quang Âm Bồ Tát. Nam mô Dần A Lai A Tập Bồ Tát Dương Chi Tình A Thủy. Nam mô Thanh Lượng Địa Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát. Hoa Tạng Hạ Giới Cá Trùng Vô Sứ Bất Siêu A Luân Trần Bất Nhiễm Mã Trần Bản Tác Tự Kỷ Nguyên Hạ Trừ Nội Ngoại Đạn Địch Đạn Tràng Sái Khô Mộc Nhi Tác Dương Hạ Xuân Kiết Quế Ban Nghi Thành Tịnh Độ Tác Liễu Hạ Đầu Cam Đồ Thủy Năng Linh Đức Đích Nã Biến Hạ Si Ban Tinh Chuyên Cẩu Quế Tận Nguyên Hạ Trừ Linh Thử Hạ Đàn Tràng Tất Thanh Hạ Tịnh Giáo Hữu Mật Ngôn Cẩn Đương Trì Niệm Mà Thất ngã Phật ngã diệt tội chơn hôn đi bà đế cầu ha. Cầu ha đế đà la ni đà đế tỳ lê. Nế nế ma gia đế chân lắng càng để ta bà ha đi bà đế cầu ha. Cầu ha đế đà la ni đà đế tỳ lê. Một ngày mưa bão quay về, một ngày mưa bão quay về, cha biến thành hoa bay khói nhân gian. Một ngày tôi khóc không ngủ, một ngày tôi khóc không ngủ, ôm mối sầu thương tôi nhớ cha tôi. Người đã đi thật xa, hoa héo khi tàn xuân, màu mắt đen ngày xưa, tôi không bao giờ thấy nữa. Đừng tiếc thương mà chi, ôm gối sầu làm gì? Vì nhớ thương tình yêu, ta không nên ngồi khóc. Sâu công ơn cha mãi luôn dấu yêu và lòng tôi đến nay cho mai sau quyết tâm sống vui tình yêu tôi khắc sâu công ơn cha mãi luôn dấu yêu và lòng tôi đến nay cho mai sau quyết tâm sống vui tôi nhớ tình cha.
Một ngày mưa bão quay về, một ngày mưa bão quay về, cha biến thành hoa bay khói nhân gian. Một ngày tôi khóc không nguôi, một ngày tôi khóc không nguôi, ôm mỗi sầu thương tôi nhớ cha tôi. Người đã đi thật xa, hoa heo đi tàn xuân, màu mắt đen ngày xưa ta không bao giờ thấy nữa. Đừng tiếc thương mà chi, ôm gói sầu làm gì? Vì nhớ thương tình yêu ta không nên ngồi khóc mãi. Tình yêu tôi khắc sâu không ngân cha. Kỷ nguyên hả trừ, nội ngoại đạn địch hả đạn tràn, sái khô mộc nhi tác dương hạ xuân, kiết quế bản nghi thành tịnh độ, sở dị đạo nội ngoại trung gian vô trượt, ngã quế thánh hạ phàm, u hiển tổng thanh tinh chuyên cẩu quế tận nguyên hạ trừ, linh thử hạ đạn tràn tất thanh hạ tịnh giáo hữu mật ngôn cẩn đương trì tụng mà. Ngũ phục nhân các ư kỳ phục. Bái bình thân giai quỷ dông hồn văn nghĩ lai ảo châu ưu thiên hạ đường nhi lộ thấu đại bi đại nguyện đại thánh đại hạ từ địa tạng dương bồ tát chánh hạ độ hiển linh tánh ông hạ hồ ngọc hạ can nhất vị hạ thần hồn nguyên sanh tăng tỵ niên 1942 hưởng thọ thất thập bát hạ tới 78 tuổi lâm mã chung mã lúc mã 12:07 mã kỷ hợi hạ niên tam hạ ngoạc tháng 3 hạ sơ lò thập nhật ngày mùng 10 mạng thời nhi chung di nguyện dông linh ông hạ hồ ngọc hạ can lai đáo đàn tiền thọ tề hưởng hạ thực hiếu chủ hạ kiện thiền hạ trà chăm hạ sơ hạ từng lễ nhị a bái a hương quay thánh nhất tâm mà triệu thánh còn mái tạo hạ quá sao lại khéo khép mà dần của ân hạ tình cốt mà nhục từ đây hạ âm dương đành lưỡng hạ lộ tiếp mà triệu tả mạng thần quan hổ giám mạng thần quan nhi linh quan tiếp mà triệu độ phục vì dông chánh hạ độ hiển linh tánh ông hồ ngọc hạ can nhất vị hạ thần hồn lai đáo đạn tiền thọ tề hưởng hạ thực thiếu chủ hạ kiện thiền hạ trà chăm hạ nhị hạ tần hướng quê thỉnh nhất tâm mà triệu thỉnh
Nam Mô Hạ Cam Lộ Vương Bồ Tát. Mẹ các con các cháu còn ở lại hạ trần gian, biệt ly hạ cảnh ấy hạ than ôi, ân nghĩa ấy hạ sanh hạ bằng nôn hạ biển, phận hạ làm con hạ chưa đền đáp mà được hạ ơn hạ sâu. Vợ này quỳ trước linh hạ tiền, cầu xin chư Phật ngã dẫn hạ đường hồn đi, tiếp mà triệu độ phục vì dông chánh hạ độ hiển linh hạ tánh. Ông hạ hồn ngọc mã can nhất vị hạ thần hồn, lai đáo đạn thiền thọ thời hưởng hạ thực, hiếu chủ hạ kiện thiền hạ trà chăm hạ tam hạ tần, quê tỉnh nhất tâm mà triệu thỉnh, vị chân ngôn cẩn đương tấn hà phạn, biến tác ngã đệ hồ nhị hạ sái hạ biển hồ khải hạ phạn, tam hạ sái hạ giống linh hạ đắc ngã thực, nhất đức ngã đệ hồ tiêu trượt ngã não bản bôi tô lạc tẩy trần tâm, Tô Đà Đạm Bạc Giảng Tây Á, Tổ Rô Mạc Đá Tổ Rô Ta Bài Hàm Mô Tổ Rô Bà Giá Thang A Đa Giáng Điệt Thang, Thang A Đa Giáng Điệt Thang Tổ Rô Mạc Tổ Gia Sứ Trụ Phụng Hỏa Phật Tổ Trai Thế Cúng Muốn Kinh Cầu Siêu Sự Kim Tính Chủ Nghĩa Thê Hạ Nguyễn Thị Hạ Mai Hiếu Tử Hạ Đặng Thanh Hạ Phong Nhân Tức Hạ Võ Thị Tuyết Hạ Lan Nội Tôn Hạ Đặng Hoàng Hạ Long Đặng Thị Ngọc Mã Phụng Mã Hiếu Nữ Hạ Hồ Mộng Mã Tiên Nghĩa Tế Hạ Nguyễn Xuân Hạ Thương Ngoại Hạ Tôn Hạ Nguyễn Hồ Nhất Ngã Thống Nguyễn Hồ Minh Hạ Quân Hiếu Nam Hạ Hồ Trung Hạ Nghĩa Nhân Tức Hạ Nguyễn Thị Hạ Kiều Hạ Phương Nội Tôn Hạ Hồ Ngọc Minh Hạ Hà Hiệp Nam Nữ Tử Tôn Hiến Cúng Cúng Kinh Cầu Siêu Thành Phục Cư Hạ Tan Độ Phục Dì Dông Chánh độ hiển linh tánh ông mã hồ ngọc mã can nhất dị hạ thần hồn nguyễn sanh hạ tân tỵ niên 1942 hưởng thọ thất thập bát ngã tới 78 tuổi lâm chung lúc 12:07 mà kỷ hợi niên tam hạ hoạt tháng 3 sơ thập nhật ngày mùng 10 mạng thời như chung tư giả kim hạ hoạt thị nhật ngã lâm cung mã trượng đạn tiền hiến cúng cầu siêu thành phục cư hạ tan Dông linh ông mã hồ ngọc can lai đáo đạn tiền thính pháp nghe kinh túc xã mê đồ siêu sanh tịnh hạ độ tuế thứ kỷ hội niên tam hạ hoạt tháng 3 sơ thập nhật ngại mùng 10 thời thì điệp mã dông linh hạ dĩ kim ngân phần quả giảng sanh quý nam mô a di đà bà giả đa tha giả đa điệt giả tha di rị đô bà tì A Di Đà Đa Tất Đa Ba Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Ya Tát Ngã Phạn Thực Kiện Thành Trà Châm Hậu Hạ Thần Lễ Tất Tứ Bái Khi con bé thơ, ba bồng ba bé nâng niu, con cưỡi trên lưng, ba làm con ngựa nhông nhông. Một nắng hai mưa, gia đình ba gánh hai gia, cho mẹ cho con, cho cả cuộc Con nhớ xưa, ba thường đưa con đến lớp. Ba dạy cho con, tiên là học lễ, hậu là học văn. Ngồi suốt đêm thâu, những lần con ôm con đau. Ba dạy cho con, nhân nghĩa của đời ba
dân Thái Dương, rồi cho con bước đường tương lai. Ba là ngọn núi cao che bao bùng sương gió đời con. Ba người thầy dắt con, dạy cho con tấm lòng nhân ái. Ba là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Theo ngày tháng trôi, lưng ba còng mắt kém tay run. Ba còng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ âu qua mau. Ơn mẹ công ba nuôi nâng đời. Ba tôi không có giọng ru ngọt ngào như mẹ, không ôm tôi vào lòng những lúc tôi hư. Nhưng ba lại có một đôi tay vững chắc, một sức mạnh phi thường, nên đỡ cho con trong cuộc đời đầy phong ba bão táp. Dân Thái Dương, rồi cho con bước đường tương lai. Ba là ngọn núi cao che bao bùng sương gió đời con. Ba người thầy dắt con, dạy cho con tấm lòng nhân ái. Ba là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Theo ngày tháng trôi, lưng ba còng mắt kém tay run. Ba còng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ âu qua mau. Ơn mẹ công ba nuôi nâng đời con. Còn đó trong con những ngày thơ âu qua mau. Ơn mẹ công ba nuôi nâng đời. Thank you.
luôn hay ai nghe thôi mà hồi nãy em biết anh cảnh Việt Nam, Mẫu Quốc, Hồ Chí Minh, thành phố quận 4, phường 13,
Nguyễn Tất Ngã Thành ở nhà số 69 xẹp 4 C cư cung Mã Tụ gia xứ trụ cũng Mã Phật tụ đại thế cúng muốn kinh cầu siêu sự kim nã tính nã chủ nghĩa hà thay Nguyễn Nã Thị Hạ Mai Hiếu Tử Đặng Thanh Hạ Phong Nhân Tuất Nã Võ Thị Tuyết Nã Lan Nã Nội Tôn Đặng Nã Hoàng Nã Long Mà Đặng Thị Hạ Ngọc Mà Phụng Hồ Mộng Mã Tiên Nã Nguyễn Xuân Nã Phương Nguyễn Nã Hồ Nhất Nã Thống Nguyễn Hồ Minh Nã Quân Nã Hồ Trung Mã Nghĩa Nguyễn Nã Thị Kiều Phương Nã Hồ Ngọc Mã Minh Nã Hà Hồ Thị Hạ Mộng Mã Cầm Hồ Thị Mộng Mã Ngọc Mã Hồ Trung Mã Hiếu Hiệp Mã Nam Nữ Tử Tôn Hiếu Cúng Húng Kinh Cầu Siêu Độ Phục Dì Trong Chánh Nã Độ Hiển Linh Tánh Ông Hồng Hồ Ngọc Mã Can Nhất Dị Hạ Thận Hồn Nguyên sinh Tăng Tỵ Niên 1942 hưởng thọ Thất Thập Bát Ngã Tuế 78 tuổi Lâm chung lúc 12 giờ 7 phút Mã Kỷ Hợi Niên Tam Hạ Mạc tháng 3 Sơ thập nhật ngày mùng 10 mạng thời với trung tư giả kim Mã Mạc Thị Nhật Nga Lâm Cung Mã Trượng Đạn Tiền Hiến Cúng Cầu Siêu Độ Dông Mã Linh Ông Mã Hồ Ngọc Mã Can Lai Đáo Đàn Ngã Tiền Thánh Pháp nghe kinh tốc xã mê đồ siêu sanh tịnh nạ độ Tuế thứ kỷ hội điên nạ tam hoạt tháng ba Thập mã nhất nhật ngày 11 mã thời thì điệp Dông linh hạ dĩ kim ngân hạ phần quả giảng sanh quyết định chơn ngôn nam mô a di đà bà giả đa ta giả Đa giả đa điệp giả ta di rị chồng một người thân gia ông ngoại ông nội thì thay mặt ổn định nhưng về gia đình của chị tôi xin thay mặt trên bữa hôm nay đại diện thì chúng tôi qua đây có nhang đèn cái cây và chúc phúc ngân trước mà chia buồn gia đình cầu mong chúc cho hồn anh sớm được siêu lạc phù hộ độ cho gia đình con cháu được an khang và thịnh vượng xin thay mặt xin chào dân hương cho anh Trang đây thôi mình cái gì nó cũng phải có một cái cuộc đời khổ đó rồi nhưng mình thôi giờ ảnh sống vậy là cũng ngọ rồi thì cứ mong đó là một cái điều lành cho mình vậy ra được rồi ảnh ăn dưỡng khi nó cái đường thông để dưỡng bệnh mặt lắm
Tức ngã định, tức ngã huệ, phi mộc phi quả, phi hiện thân tại nhất di hạ trần. Tán tháp phổ quân châu xa giới kim mã thời. Đệ tử tín chủ niêm lai đang thân cúng mã dường. Thường trụ thập phương tam bảo thiết thiện thần động thùy chứng ngã giám. Tấu hạ dì Việt Nam hạ Phất ngã Hồ Chí hạ Minh hạ Thành hạ Phố.
quận tư ở quận 13 Nguyễn Tất Ngã Thành, nhà số 69/4C, cư cung mã tổ gia sứ trụ phụng mã Phật, tu trai thiết cúng huấn kinh cầu và siêu. Sự hạ kim tính chủ nghĩa thê hạ Nguyễn Thị hạ Mai, hiếu tử hạ Đặng Thanh hạ Phong hạ Hồ Mộng hạ Tiên, Hồ Trung hạ Nghĩa, Hồ Thị Mộng hạ Cầm, Hồ Thị Mộng hạ Ngọc hạ Hồ Trung hạ Hiếu, Nhân Tuất hạ Võ Thị hạ Tuyết hạ Lan, Nguyễn Thị Kiều hạ Phương hạ Nghĩa Tế hạ Nguyễn Xuân hạ Thương, Nội Tôn hạ Đặng Hoàng Long, Đặng Thị Ngọc Ngã Phụng Ngã Hồ Ngọc Minh Ngã Hà, Ngoại Tôn Ngã Nguyễn Hồ Nhất Ngã Thống, Nguyễn Hồ Minh Ngã Quân, Hiệp Mã Nam Nữ Tử Ngã Tôn Hiếp Cúng Phấn Kinh Cầu Siêu Độ Phục Dì Dông, Chánh Ngã Độ Hiểm Linh Tánh Ông Ngã Hồ Ngọc Ngã Cang Nhất Dĩ Ngã Thận Hồn, Nguyễn Sanh Tân Tỵ Niên 1940 Ngã Hai, Hưởng Thọ Thất Thập Mã Bác đã tới 78 tuổi, Lâm Chung lúc 12:07 Mã Kỷ Hợi Niên Tam Nạ Hoạt Tháng Nạ Ba, Sơ Thập Nhật Ngày Mùng 10 Mạng Thời với Trung Kỳ Nguyễn Nhất Ngã Linh, Liễu Ngộ Tam Nghiệp Đốn Không Sức Đông Độ là Tây Phương như Thắng Cảnh Hiện Tiền, Dông Linh Ngã Ông Hồ Ngọc Ngã Cang Lai Đáo Phật Ngã Tiền, Thánh Pháp Mã Nghe Kinh Tốc Xã Mê Đồ Siêu Sanh Tịnh Hạ Độ, Phổ Nguyện Hiện Hạ Tiền Tăng Môn Hiếu Quyến Phước Thọ Tăng Long, Bộ Đề Tâm Tăng Hạ Trưởng Gia Môn Hưng Thạnh Đại Tiểu Hạ Bình An, Tứ Tự Hạ Điệu Hòa Thân Tâm Thường An Lạc Âm Siêu Dương Thói Pháp Giới Chúng Sanh Hạ Tề Thành Phật Đạo, Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Phận Hành Bồ Tát Đạo Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Ma Phụ Phẩm Liên Hóa Di Phụ Mẫu Hoa Đạo Nam Mô A Di Đà Đà Phật Phục Nguyện Tam Bảo Chứng Minh Quay Thần Hộ Niệm Bồ Tát Thanh Văn Phạm Dương Đế Thích Tứ Thiên Dương Chúng Thiên Hạ Long Bác Ngộ Hộ Pháp Thần Dương Nhất Thiết Thiện Thần Động Thùy Chứng Nhĩnh Dẹp 4C Cư Cung Mã Tụ Gia Sứ Trụ Phụng Phật Tú Trai Thiết Cúng Quấn Kinh Cầu Hòa Siêu Sự Kim Tính Chủ Nghĩa Thê Hạ Nguyễn Thị Hạ Mai Hiếu Tử Đặng Thanh Hạ Phong Hạ Hồ Mộng Mã Tiên Hồ Trung Mã Nghĩa Hồ Thị Mộng Mã Cầm Dòng Nguyên Vị Linh Hạ Sàng Tan Chủ Lễ Tất Tứ Bái sao lá sầu dội rơi về lại cô hương giữa chiều buồn nhớ thương lệ nhỏ mắt dương khóc cha đã xa ngàn phương con ngỡ thời gian
rồi ta mới như hôm nào, cha vẫn kề bên nắng mưa dãi dầu ngựa xuôi, nụ cười của con nỗi buồn nào của cha, bạc màu tóc pha để con vui bước. Thank you.
dị ngã thân ngã hồn lai đáo ngã đàn tiền họ tài hướng ngã thực thiếu hòa chủ ngã tiền thuyền ngã trà chấm ngã sơ ngã tình lại nhị Thank you.
hạ tính hạ chủ nghĩa hạ thê hạ nguyễn thị hạ mai thiếu tử đặng hạ thanh hạ phong hạ hồ mộng hạ tiên hồ trung hạ nghĩa hồ thị mộng hạ cầm hồ thị mộng hạ ngọc hạ hồ trung hạ hiếu hạ nhân hạ túc võ thị tuyết hạ lan hạ nguyễn thị kiều hạ phương nghĩa tế nguyễn xuân hạ thương nội tôn hạ đặng hoàng hạ long đặng thị ngọc hạ phụng hạ hồ ngọc minh hạ hà ngoại tôn hạ nguyễn hồ nhất hạ thống hạ nguyễn hồ minh hạ quân hiệp mã nam nữ tử tôn hiến cúng quấn kinh cầu siêu di quan quả tán độ phục dì dông chánh hạ độ hiển linh tánh ông hạ hồ ngọc hạ can nhất dị hạ thận hồn nguyên sanh tân tỵ niên 1942 hưởng thọ thất thập bát ngạ tới 78 tuổi lâm chung lúc 12:07 ngạ kỷ hợi niên tam hạ mạc tháng hạ ba sơ thập nhật ngày mùng 10 mạng thời với chung tư giả kim hạ mạc thị nhật nga lâm cung hạ trượng đạn tiền hén cung cầu siêu chi quan quả tán chống linh ông ở hồ ngọc can lai đáo đạn tiền thánh pháp nghe kinh tốc xã mê đồ siêu sanh tịnh hạ độ tới thứ hạ kỷ hội niên tam hạ hoạt tháng ta thập mà hạ nhị hạ nhật ngày 12 thời thì điệp hạ chống linh chỉ kim ngân phần quả dạng tâm quyết định ta giả na đề giả ta chia lị đô bà tì ta chỉ lị giả giả ta chỉ ca ca lệ ta Bye.
Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát 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 Phật thực hiện thành trà châm hậu hòa từng lễ tất tứ đúng rồi bài. Thank you.
cha tôi lìa xa tôi, cha tôi lìa bóng cha ơi, một ngày mất cha con bơ vơ biết đi về đâu, con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trông trong vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không. Để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Ngày mất cha con dại thơ giống như trẻ thơ, con dại thơ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mơ côi. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu, con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăng tang. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Thank you.
đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Siêu hỏa luân trần bất diễm mã trần
bản tác tự kỷ nguyên trừ ngộ ngoại đảng lịch đảng tràng trái vô một di tác dương hạ xuân kiếp quế ban nghi thành tịnh độ sở dị đạo ngộ ngoại trung gian du trượt ngạo quế thánh ngã phàm u hiện phận thanh luân bộ thanh nhiên ngã trừ linh tử hạ đạt tràng tất thanh hạ tịnh giáo hộ mật môn cảnh luân trì niệm thất ngã phật ca diệt tội cơm bớt đi bà đi bà đế cầu đế đế ma gia đế chánh a ca đế tha bà ma ni bà đế cầu ma đế đà la ni đế ni a ra đế tỳ đế 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 ma gia đế chánh a ca đế tha bà ma ni bà đế cầu ma đế đế ma gia đế chánh a ca đế tha bà ma ni bà đế cầu đế đế ma gia đế và đế cầu ma vai sa tan không đại sát tướng thân chú nẵn bồ tam nẵn đa một đà nẵn ba bát ra để hạ ra sa tan nẵn nhập phở ra nhập phở ra bát ra nhập phở ra nẵn bồ tam nẵn đa một đà nẵn ba bát ra để hạ ra sa tan nẵn thì thay án kế kế hồng hồng nhập phở ra nhập phở ra bát ra nhập phở ra bát ra nhập phở ra để sinh ra để mở đầu bản thân ơi số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó mai xa kiếp con người về với cát bụi mơ thì cũng đều đôi tay trắng đời là phụ du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có không ganh ghét hận thù chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua người ơi hãy nhớ ta là cát bụi sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế không lo lắng u buồn chẳng nỗi tiếc muộn phiền truyền thế sự nơi trần an phụ du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có không ganh ghét hận thù chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua người ơi hãy nhớ
sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền truyền thế sự nơi trần ai. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc buồn phiền truyền thế sự nơi trần ai.